Một người cho dù nghèo khổ già cả thế nào, không có thời gian ra sao, vẫn nên biết rằng học tri thức không bao giờ là muộn. Đúng vậy, người Do Thái rất chú trọng học tri thức. Rất nhiều người Do Thái đều coi danh ngôn của Ski làm lời răn dạy bản thân, kích thích bản thân và cổ vũ người khác chăm chỉ học hành. Lúc này không học, bao giờ mới học, đúng không ạ? Đó, cậu nói rất là hay. Trong văn hóa của người Do Thái sở dĩ coi trọng tri thức như vậy là vì họ cho rằng tri thức có thể nâng cao trí tuệ nhân loại, học tập có thể giúp con người không ngừng tiến gần đến sự hoàn mỹ. Đồng thời, trong thời gian dài bị các dân tộc khác đàn áp, người Do Thái phải lang thang khắp nơi, họ càng có điều kiện để thể nghiệm sự quan trọng của tri thức. Người Do Thái có một câu chuyện về một dân tộc đã phải gọi là lưu vong trong rất là nhiều năm, tức là họ phải phải trải qua rất là nhiều những cái biến cố trong lịch sử rồi. Có một cái cuốn sách cũng nói về người Do Thái. Cái cuốn nó khá là dày, cái bìa cái cuốn nhỏ thôi, cỡ nhỏ nhưng mà cái bìa nó dày dày. Em cũng không nhớ cụ thể tên, nhưng mà cũng là một cái cuốn sách về giáo dục con, có kể lại cái câu chuyện này, mọi người có thể tìm đọc nhé. Không có nơi cư trú cố định, họ không có sự bảo đảm điều kiện sinh tồn và phát triển, chỉ có thể dựa vào tri thức và trí tuệ của mình để đổi lấy tiền bạc và địa vị, từ đó khẳng định vị trí của mình. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, người Do Thái đều đặt tri thức và trí tuệ lên hàng đầu. Đấy. Với họ, sách vở là nguồn dinh dưỡng của tiền bạc và sự sống. Đặc biệt, dân tộc Do Thái còn là một dân tộc hiểu được tầm quan trọng của truyền thống. Họ sẽ tổng hợp và lựa chọn những tinh hoa tri thức của thế hệ mình và các thế hệ đi trước để truyền thụ cho thế hệ sau, biết tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của cha ông. Đó là lý do vì sao người Do Thái ngày nay vẫn yêu tri thức và tôn sùng trí tuệ như vậy. Rất là yêu tri thức và tôn sùng trí tuệ, đúng không ạ? Từ một cái câu nói của đứa con mình thôi là bắt đầu là như kiểu là đào tạo tư duy trước khi giải quyết vấn đề ấy. Đấy, thay vì gọi là thay vì là nghe một câu nói như thế thì thường có thể là một số cha mẹ thì sẽ bảo là sao lại lười thế hả con rồi các thứ, tức là chúng ta sẽ có những cái lời phê phán con ngay đó, và hoặc là bắt con là học đi chứ không học thì sau này thì làm được cái gì đấy kiểu thế. Nhưng mà cha mẹ người Do Thái thì luôn luôn có những cái lời nói giống như là một cái sự dẫn dắt vậy, giống như một cái sự dẫn dắt để cho con mình có một cái định hướng đúng đắn hơn. Đây, Frank, hôm nay mẹ phải nói với con, suy nghĩ này của con thật đáng sợ. Đó, tức là dẫn dắt để cho con hiểu đấy là việc học là một cái việc rất là quan trọng. Đó, việc học thì nó không chỉ là ở trên trường lớp đâu, mà nó làm cả ở mọi những cái gọi là cả trường đời sau này nữa đấy ạ. Kể cả như khi mà chúng ta còn nhỏ thì cái môi trường ở trên lớp học, rồi là kể cả cuộc sống bên ngoài, chúng ta cũng học được rất là nhiều điều. Đó. Và nhớ rằng là tri thức có thể nâng cao trí tuệ nhân loại, học tập có thể giúp con người không ngừng tiến gần đến sự hoàn mỹ. Học khi mà chúng ta học và chúng ta được đọc từ từ những người hay là từ những cái thông tin của những người đi trước rồi ấy, giống như là chúng ta được đứng trên vai người khổng lồ, đúng không ạ? Cái tuần trước thì chúng ta đã được nghe về người Do Thái dạy con yêu sách như thế nào, yêu những cuốn sách như thế nào, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là họ có những cái biện pháp như thế nào để dạy con biết rằng học tri thức không bao giờ là muộn, mọi người nhé. Đây, thứ nhất đấy là ham học hỏi, bắt đầu từ việc ham đọc sách. Trong tập tục của người Do Thái có quy định như sau: một người khi gặp phải khó khăn, muốn bán của cải để duy trì cuộc sống, đầu tiên cần nghĩ đến việc bán vàng bạc, châu báu, sau đó đến đất đai, nhà cửa, cuối cùng mới là sách vở, vì sách vở là thứ không thể bán được. Có thể thấy sách vở có vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống của người Do Thái. Đương nhiên, tình yêu đối với sách vở không thể bồi dưỡng một sớm một chiều. Nó phải là sự giáo dục liên tục từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác của cha mẹ với con cái. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ Do Thái luôn tôn trọng và yêu quý sách vở. Họ mua cho con loại sách báo để kích thích hứng thú học đọc sách của con, cùng con đọc sách để trẻ luôn có cơ hội học hỏi kiến thức và thấy được giá trị của sách vở. Từ đó trẻ sẽ luôn yêu quý sách vở và ham học hỏi hơn. Đấy, tức là chúng ta sẽ bồi đắp cho con về cái thói quen đọc sách, đúng không ạ? Mua cho con những loại sách báo để kích thích hứng thú đọc sách của con này, cùng con đọc sách này. Đó. Từ tuần trước khi mà nghe về những cái việc làm thế nào để con mình có thể yêu thích việc đọc sách hơn, thì không biết là các bố mẹ đã có kế hoạch cho cái việc là đọc sách cho con mình chưa, rồi là đã đọc sách cho con chưa, chứ không chỉ là kế hoạch, bởi vì đọc sách thì có thể làm được ngay, nó cũng không phải là một cái việc gì đó khó khăn cả, đúng không ạ? Đó.
Và hôm qua thì Nga được nghe một câu nói của mẹ Teresa, mình cũng đã nghe khá là nhiều rồi, đấy là không phải ai cũng làm được những cái điều vĩ đại, nhưng mà chúng ta là hoàn toàn có thể làm được những cái điều bình thường một cách vĩ đại, làm từ những việc nho nhỏ một cách vĩ đại. Thì kể cả như là chúng ta không phải là thiên tài, nhưng chúng ta có thể trở thành cha mẹ của thiên tài, đúng không ạ? Và cha mẹ của thiên tài thì sẽ đến từ cái việc là chúng ta rèn giũa cho con, và kể cả cái việc mà mình đọc sách cho con, đọc cùng con thì sẽ rèn luyện cho chúng ta cái sự gọi là tập trung. Bình thường thì kể cả như Nga cũng thi thoảng cũng có một cái thói quen rất là xấu, đấy là khi mà đọc sách cho con thì cứ vừa đọc xong vừa nhắn tin vừa làm việc ấy. Và sau này thì mình mới thấy là làm như thế nó không hay một chút nào cả. Thi thoảng con lại bảo là ơ mẹ đọc chả tập trung gì cả, đang đọc thì nghỉ, đang đọc thì ngừng á. Và bạn ấy nói thế là mình cũng cũng thấy là ừ, thế nếu như mà mình cũng làm việc kiểu không tập trung như thế này thì làm sao mà con nó học hỏi được cái điều đấy từ mình. Thì rồi xong là nó làm cái gì nó cũng không tập trung, cứ đang làm cái nọ lại sợ cái kia, đúng không ạ? Rồi là khi mà Nga đọc về chánh niệm, Nga biết về chánh niệm thì sẽ thấy rằng là mỗi cái điều mà mình làm, những cái hành động mà mình làm, mình hãy để tâm vào trong đó, hãy tập trung làm nó, đúng không ạ? Thay vì làm cái nọ lại nghĩ cái kia thì mình hãy toàn tâm toàn sức và trong cái thời gian đấy, trong cái không gian đấy chỉ nghĩ về cái việc đó thôi. Và chúng ta hãy thả lỏng cơ thể để chúng ta thực sự gọi là thiền trong một cái công việc nào đó, chúng ta thực sự chánh niệm. Đó, để chúng ta tập trung thì cảm thấy đấy là cái chất lượng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thực ra chúng ta một ngày các bạn đấy ví dụ ở cái độ tuổi nho nhỏ thì chúng ta còn phải trông nhiều để gọi là đảm bảo cái sự sự an toàn, chứ còn khi mà các bạn đấy lớn lớn rồi khoảng độ 4-5 tuổi là biết biết rồi, lúc đấy gần như chúng ta không phải chơi với con nhiều đâu, bởi vì là con tự chơi được rồi, thậm chí là nếu có bạn là con có thể tự chơi cả ngày luôn. Và chúng ta chỉ cần dành những cái khoảng thời gian rất là ít trong ngày thôi, khoảng độ tiếng, một tiếng cho đến nếu mà tốt thì khoảng 2 tiếng để dành cho con, và hãy dành những cái thời gian đấy nó thực sự gọi là chất lượng, đúng không ạ? Đó, thì người Do Thái là sẽ đây này, Nga đọc lại cho mọi người cái đoạn mà làm thế nào để con yêu đọc sách, thì là tình nguyện làm người đọc sách cho trẻ này. Cha mẹ là tấm gương và giáo dục gây sốc này, rồi có kế hoạch bồi dưỡng thói quen đọc sách của trẻ đấy, với những cái cách như thế này đó. Mọi người có thể chụp lại cái phần màn hình này nhá, nếu như mà tuần trước chúng ta chưa có nghe đó. Ok ạ, đó thì đấy là cái ý đầu tiên về cái việc là ham học hỏi bắt đầu từ việc ham đọc sách này. Tiếp theo đấy là dù giàu hay nghèo cũng cần phải học tri thức. Trong văn hóa người Do Thái học tập không chỉ không phân biệt sớm muộn mà còn không phân biệt thân phận. Đầu thế kỷ 12, nhà triết học nổi tiếng người Do Thái Maimonides đã nói bất cứ người Do Thái nào dù là trẻ hay già, khỏe mạnh hay ốm yếu đều cần nghiên cứu Lato, thậm chí một người ăn mày cũng cần nghiên cứu học tập nó ngày đêm. Đây là một cái cuốn sách đặc biệt của người Do Thái ạ. Dân tộc Israel ngày nay cũng như vậy, cho dù người giàu hay người nghèo cũng đều cố gắng tích lũy tri thức. Họ thường xuyên tự cổ vũ bản thân mình từ câu nói nổi tiếng trong cuốn Talmud: một người không có tri thức thì anh ta còn có cái gì? Một người có tri thức thì anh ta còn thiếu cái gì? Trong gia đình người Do Thái, cha mẹ cho con cái đọc một số tác phẩm kinh điển của dân tộc họ. Chẳng hạn là mỗi trẻ em Do Thái đều phải đọc thuộc Kinh Cựu Ước, đúng không ạ? Cái này là ở cái phần số 2, số 3 trong cuốn sách này có kể đến cái chuyện đấy là từ bé là các bạn đấy đã được nghe Kinh Cựu Ước và thuộc thuộc lòng rồi, để kích hoạt cái đại não, đúng không ạ? Sau đó đọc và nghiên cứu Talmud. Những cuốn sách cổ giàu trí tuệ này không chỉ giúp cho người Do Thái thoát khỏi sự mê muội và tầm thường mà còn giúp họ dùng kiến thức thay đổi vận mệnh của mình. Labi, một người Do Thái đã từng nói, trong vườn cây giáo dục không có cây kết quả sớm, cũng không có cây kết quả muộn, chỉ có cây không ngừng mở rộng trí tuệ và tư tưởng. Quả thật học tập không có sớm muộn, không phân biệt thân phận, mỗi người có chí đều nên chăm chỉ đọc sách, học hỏi tri thức. Cho nên các bậc phụ huynh đều phải rèn cho con thói quen yêu tri thức, thích học tập từ nhỏ. Đó. Và kể cả như chúng ta là những người lớn rồi thì hãy thể hiện ra mình là một cái người ham học hỏi, đúng không ạ? Để cho con thấy đấy là đấy, mình lớn như vậy rồi, mình nhiều tuổi như vậy rồi mà mình vẫn là một người rất là yêu tri thức, rất là ham học hỏi. Ok ạ. Đó. Rồi, thì đó là cái phần về gọi là học tri thức không bao giờ là muộn. Tiếp đó là cái phần nó cũng phục vụ vào cái việc làm thế nào để con ham học hỏi, đấy là dạy con cái cách đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi mọi người nhé. Phần này rất là thú vị. Bởi vì thực sự khi mà chúng ta gặp gỡ
Ok ạ. À, dạy cho con cái cách đặt câu hỏi. Khi mà chúng ta gặp một cái người mà giao tiếp mình cảm thấy thu hút ấy, mình sẽ thấy đó là những cái người mà biết cách đặt câu hỏi rất là hay. Họ không phải đặt câu hỏi theo kiểu là tra khảo, thăm dò, dạng như là bao giờ lấy chồng hay là lương cháu bao nhiêu. Đấy không phải là những người biết cách giao tiếp hay. Mà những người biết cách đặt câu hỏi ấy, họ sẽ luôn là những cái người mà có những câu hỏi rất là thông minh, khiến cho người khác thích trả lời, thích chia sẻ. Đấy, và biết gợi mở công việc. Đó, người ta biết đặt những cái câu hỏi mà hay lắm. Tức là mọi người cứ để ý mà xem những người nào mà biết cách đặt câu hỏi nhé. Kể cả như là khi chúng ta làm việc cũng thế. À, và chúng ta biết cách đặt câu hỏi cho những người downline của mình thì sẽ kích hoạt được ở họ rất là nhiều những cái tiềm năng. À, thay vì cái việc đấy là chúng ta cứ cố gắng dạy họ quá là nhiều, đúng không ạ? Mà chúng ta hãy gợi ra cho họ những câu hỏi. Ví dụ như là những cái câu hỏi về đánh thức ước mơ, đúng không ạ? À, mong muốn của bạn là gì, bạn muốn thu nhập bao nhiêu, rồi là nếu có thu nhập như vậy thì bạn sẽ làm gì, và nếu nếu để đạt được cái thu nhập đúng không, để đạt được cái thu nhập như thế thì bạn sẽ trả giá điều gì, rồi là nếu như không đạt được thì sao. Đấy, tức là đó là những câu hỏi rất là thông minh để chúng ta gợi mở ra được những cái mong muốn ở một người nào đó, đúng không ạ? Đó, thế thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể xem là người Do Thái kích hoạt cái mong muốn tìm câu trả lời của con như thế nào nhé. Ở Israel có một cậu bé tên là Kun, tính cậu rất hiếu kỳ, hầu như ngày nào cũng hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia. Và một ngày mưa, Kun vội vàng chạy đến trước mặt người cha đang đọc báo và hỏi: "Ba ơi, ba có biết vì sao hôm nay trời có sấm và mưa không ạ?" Cha cậu gấp tờ báo lại, xoa đầu cậu và nói: "Con đặt câu hỏi hay lắm, nhưng ba sợ khó giảng giải cho con hiểu rõ vấn đề này. Ba nghĩ con nên đi hỏi thử bách khoa toàn thư xem sao." Nói xong, cha cậu lấy cuốn bách khoa toàn thư trên giá sách xuống đưa cho Kun. Thế là Kun dở bách khoa toàn thư và chăm chú đọc. Kun thấy cuốn bách khoa toàn thư chẳng khô khan chút nào, ngược lại cậu còn thấy nó rất thú vị và cậu rất lấy làm ngạc nhiên cũng như vui mừng về điều đó. Một lát sau, Kun sung sướng nhảy cẫng lên rồi chạy đến chỗ ba và nói: "Ba, ba, con đã biết vì sao trời có sấm chớp và mưa rồi." Đó. Thế thì mọi người sẽ thấy là khi một cái bạn nhỏ đặt câu hỏi như thế này: "Ba ơi, ba có biết vì sao hôm nay trời có sấm và mưa không ạ?" Thì sẽ ví dụ như là các cha mẹ sẽ là, nếu mà không biết nhá, nếu mà không biết thì sẽ hay bảo là: "Ôi dồi ôi, ai mà biết được, tự nhiên nó thế." Đấy, hoặc là mình cũng kiểu như là chính mình cũng thể hiện cái sự giấu dốt với con ấy. Đó, thay vì cái việc đấy là chúng ta gọi là không phải cái gì mình cũng giải thích tất cả, đúng không ạ? Mà mọi người sẽ thấy là người cha ở đây sẽ gọi là giống như kiểu gợi mở cho con, giống như kiểu là một cái người dẫn dắt vậy. Cái này nó rất là giống cái công thức của sự dẫn dắt của anh Yên ấy. Đấy là mình học cái gì từ đâu thì hãy dẫn dắt cái người downline của mình, thì con mình cũng thế, mình học cái gì từ đâu hãy dẫn dắt con mình đọc từ đó. Thì những cái kiến thức như thế này, mọi người đừng vẽ lên màn hình nhé. Thì những cái kiến thức như thế này con của mình hoàn toàn có thể học được từ gọi là bách khoa toàn thư, nên là chúng ta hãy đề nghị con mình đọc. Đương nhiên các bạn đấy là phải phải gọi là biết đọc rồi, còn nếu không thì mình sẽ cùng con đọc, đúng không ạ? Ồ, cái này bố cũng chưa biết này, hay là ba cũng chưa biết này, mẹ chưa biết này, để con đợi một chút để mẹ xem nhá. Thế là có thể là chúng ta dành một chút thời gian và Google lướt một cái là trả lời được cho con ngay, đúng không ạ? Đấy. À, hóa ra trên trời có rất nhiều hơi nước, sau khi gặp khí lạnh chúng sẽ biến thành giọt nước nhỏ. Hơn nữa, những giọt nước này sẽ tích tụ với nhau. Khi giọt nước đó đủ lớn, không khí không thể giữ chúng lại được nữa và chúng sẽ rơi xuống thành mưa. Câu trả lời này rất hay, nhưng tại sao lại có sấm chớp trên trời? Cha cậu khen ngợi rồi hỏi lại. Tức là khi mà nghe câu trả lời như thế thì người cha phải gọi là, để mà gọi là có một cái câu khen ngợi và hỏi lại, là người cha này rất là tập trung lắng nghe con. Còn đôi khi là chúng ta hay lắng nghe theo kiểu giả vờ, bảo là ừ đúng rồi, hay đấy con ạ. Nhưng mà chúng ta không thực sự nghe, không biết đấy là con nó đang nói cái điều gì đâu. Nhưng mà một cái câu gợi mở, thực sự lắng nghe con và gợi mở tiếp, để cho con kiểu đi gọi là thực sự hiểu về vấn đề và giải thích được cái vấn đề đó ấy, thì nó rất là ý nghĩa mọi người ạ. Đấy, cái này con vẫn chưa tìm được đáp án, có điều con sẽ nhanh chóng tìm thấy thôi. Nói xong, Kun lại nghiêm túc cầm cuốn bách khoa toàn thư lên nghiên cứu. Tức là kích hoạt cái gọi mong muốn như kiểu khám phá một cái tri thức gì đó mới mẻ đối với mình, và mình phải tự đi tìm cái câu trả lời đó. Phương pháp dạy con của người cha trong ví dụ trên rất hay. Ông biết nhưng không trả lời câu hỏi của con, mà dùng cách của riêng ông khiến cậu bé tự tìm lời giải. Đặt câu hỏi là thói quen, đặt câu hỏi là thói quen của mỗi người dân Do Thái. Đấy, vì họ biết rằng người có trí tuệ là người biết hoài nghi và biết cách đặt câu hỏi. Đó, mọi người thấy hay không ạ?
Người có trí tuệ là người biết hoài nghi và biết cách đặt câu hỏi, biết cách đặt câu hỏi chứ không phải là chỉ là hỏi không nhé. Đấy, hoặc là hoài nghi nhưng mà không đưa ra câu hỏi, cứ tự nghĩ trong đầu, thế thì cũng không phải là người có trí tuệ. Đó, và đồng thời mỗi đứa trẻ đều là nhà phát vấn bẩm sinh. Đối với bọn trẻ, thế giới rất mới lạ, vạn vật trên đời đều khiến chúng vô cùng tò mò. Vì thế cha mẹ Do Thái thường cổ vũ trẻ dám nghi ngờ, dám đặt câu hỏi. Khi trẻ có khả năng nghi ngờ, câu hỏi của chúng sẽ ngày càng nhiều. Khi đi tìm lời giải cho câu hỏi đó, đáp án đều là tương đối chính xác. Và không biết mọi người đã trải qua cái độ tuổi con mình là khoảng tầm 4-5 tuổi chưa? Các bạn đấy hỏi rất là nhiều, hỏi thậm chí là một câu hỏi cứ hỏi đi hỏi lại, hỏi cho đến khi nào mà nghe mình vẫn trả lời một câu hỏi đó, hoặc là mình giải thích thế, nhưng mà cứ phải hỏi đi hỏi lại cho đến khi nào cảm thấy thỏa mãn thì thôi. Đó, thì chúng ta sẽ xem là tiếp theo thì cha mẹ Do Thái sẽ làm gì nhá. Có lẽ có không ít cha mẹ Do Thái cho rằng nhiều khi câu hỏi của trẻ căn bản không phải câu hỏi, nhưng họ cũng biết rằng trẻ đã đưa ra câu hỏi chứng tỏ trẻ có suy nghĩ. Nếu bản thân trẻ có thể tự tìm ra câu trả lời đúng thì nó sẽ từng bước khơi lên hứng thú học tập của trẻ. Cho nên cha mẹ không chỉ cần cổ vũ trẻ chăm đặt câu hỏi, mà còn cần nghiêm túc này, nhẫn nại lắng nghe từng câu hỏi của trẻ. Đấy, chúng ta phải thật sự là nghiêm túc coi trẻ, coi con mình giống như là một người bạn của mình vậy. Bạn Hugo, bạn rất là hay nói là mẹ ơi mẹ là bạn của con mà. Bạn thì bạn bè thì phải chơi với nhau chứ, bạn bè phải 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 ngủ cùng nhau chứ, tức là kiểu thi thoảng một tuần bạn ấy chỉ được ngủ với Nga một buổi là thứ năm thôi. Còn lại là các bạn các buổi khác là bạn ấy sẽ tự ngủ, nhưng mà rất là khôn, tại vì bình thường là mình cứ hay nói đấy là con giống như bạn của mẹ các thứ đấy. Đấy, thế là bạn ấy hay nói thế. Và rất là nghiêm túc nhẫn nại lắng nghe từng câu hỏi của trẻ này. Hơn nữa, khi trẻ đặt câu hỏi, cha mẹ ngàn vạn lần không nên vội vàng đưa ra đáp án. Cách tốt nhất là cho trẻ thời gian suy nghĩ, sau đó để trẻ chủ động tìm tòi suy nghĩ và đi tìm câu trả lời. Cái này nó giống như ở trong một cái tựa sách, đó là Con nghĩ đi mẹ không biết ấy, rất là hay. Cuốn sách của chị đấy tên là chị Hà Anh à, hay là cái gì Anh tự nhiên nghe quên tên. Một cuốn sách rất là hay về cái việc nuôi dạy trẻ đó. Trẻ biết chủ động đặt câu hỏi, dùng câu hỏi để học tập. Điều này giúp ích rất lớn cho sự phát triển tư duy của trẻ. Vì thế cha mẹ cần bồi dưỡng cho trẻ thói quen muốn hỏi, dám hỏi và biết cách hỏi. Đó. Đương nhiên nếu muốn trẻ học cách đặt câu hỏi, chúng ta cần làm theo cách của cha mẹ Do Thái như sau. Thứ nhất là tích cực trả lời câu hỏi của trẻ. Trẻ nhỏ rất thích hỏi những câu hỏi kỳ lạ. Đối diện với những câu hỏi này, một số cha mẹ vì bận rộn hoặc tâm trạng không vui thường không để ý hoặc không trả lời những câu hỏi của con. Thậm chí có cha mẹ còn quát mắng trẻ, không cho trẻ hỏi những câu linh tinh như vậy. Đấy. Tuy nhiên cha mẹ Do Thái không bao giờ làm như thế. Dù có bận rộn thế nào, tâm trạng có buồn bực ra sao, họ luôn tích cực trả lời câu hỏi của con, họ luôn kiên nhẫn trả lời. Nếu lúc đó không trả lời được, họ sẽ cùng con tìm đáp án. Mục đích của những hành động này là để bồi dưỡng cho con thói quen đặt câu hỏi để học tập thêm tri thức. Đó, ví dụ như là một số cái lĩnh vực mà các bạn nhỏ rất là tò mò, ví dụ về cơ thể của mình. Đó, và các bạn ấy sẽ hay ví dụ có thể thắc mắc là tại sao con gái có cái này, con trai có cái này. Tại sao con gái lại không có, vân vân. Tại sao đi vệ sinh thì con trai đứng, con gái lại ngồi. Đó. Nên nhiều khi là bố mẹ nghe thế thì lại bảo con là vớ vẩn, linh tinh, hỏi linh tinh, đúng không ạ? Đấy, hoặc là con hỏi là mẹ ơi con sinh ra từ đâu? Thế là không biết thì trả lời như thế nào. Đó, và có một cái suy nghĩ đấy là nếu mà giải thích thì có sợ là con nó sẽ nghĩ ngợi linh tinh hay không? Thế nhưng mà sẽ có rất là, nhưng mà thực tế là có rất là nhiều những đầu sách dạy cho con về những cái điều đó. Và chúng ta cũng rất là nên có những cái đầu sách đó để chúng ta có thể giải thích được cho con cái sự khác biệt đó là gì, vân vân, đúng không ạ? Và cái điều này thì Nga cũng liên hệ đến cái việc đấy là những cha mẹ mà có con ở cái độ tuổi lớn hơn, các bạn đấy ở cái độ tuổi dậy thì, thường ở độ tuổi đó các bạn ấy sẽ dễ chia sẻ với cả những người bạn của mình hơn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì có thể là cha mẹ có những tư duy khác mình rồi, và ví dụ từ bé mà mình không tích cực trả lời những cái câu hỏi của con, hoặc là mình không tích cực lắng nghe con, thì đến khi con lớn rồi, con không có coi mình là bạn, con sẽ không chia sẻ cùng với mình đâu. Và khi mà mình không biết con nghĩ gì thì mình làm sao mà mình có thể gọi là định hướng được cho con, đúng không ạ? Mà ở cái độ tuổi gọi là ẩm ương, lớn thì chưa tới mà vẫn còn nhiều những cái sự trẻ con, thì chúng ta lại rất là cần bên cạnh con mình. Đó,
Đương nhiên đấy là chúng ta không theo kiểu là can thiệp một cách thô bạo vào vào những cái suy nghĩ hay là vào những cái hành động của con mình, đặc biệt là ở cái độ tuổi mà nó ẩm ương như thế. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là nếu như ngay từ bé mà chúng ta đã tích cực trả lời những câu hỏi của trẻ thì sẽ khiến cho con sau này con rất là dễ chia sẻ cùng với mình. Đương nhiên đấy là chúng ta cũng sẽ cần phải tiến bộ trong cái suy nghĩ của mình để chúng ta nhận thức được rằng là thế hệ trẻ bây giờ nó khác rất là nhiều so với mình ngày xưa, để mình có thể là thực sự hiểu các bạn đấy, thực sự là những cha mẹ gọi là tân tiến hiện đại, đúng không ạ? Đó, tích cực hướng dẫn trẻ, tiếp là tích cực hướng dẫn trẻ đặt câu hỏi này. Phương pháp được cha mẹ Do Thái thường xuyên sử dụng là tạo tình huống để kích thích trí tò mò của trẻ, từ đó khuyến khích trẻ đặt nhiều câu hỏi. Ví dụ khi chơi trò mê cung, cha mẹ Do Thái sẽ đưa ra một số ám thị thích hợp cho trẻ. Khi kể chuyện đến đoạn hấp dẫn, cha mẹ Do Thái cố ý dừng lại để trẻ tò mò hỏi kết quả. Như vậy cha mẹ đã phát triển tư duy hoài nghi của trẻ. Ngoài việc tích cực hướng dẫn trẻ đặt câu hỏi, cha mẹ Do Thái còn đặc biệt chú ý đến việc trẻ đặt câu hỏi có lễ phép hoặc rõ ràng không. Nếu câu hỏi không rõ ràng hoặc hành vi của trẻ không lễ phép, bố mẹ sẽ nghiêm khắc nhắc nhở và nhẫn nại chỉ bảo cho con sửa lại câu hỏi. Đấy, ngoài việc gọi là tích cực hướng dẫn trẻ đặt câu hỏi này, cha mẹ Do Thái còn đặc biệt chú ý đến việc trẻ đặt câu hỏi có lễ phép hoặc là rõ ràng không. Đấy, thì cái việc mà chúng ta tích cực đặt câu hỏi cho trẻ, thì Nga đã có cái trải nghiệm này khi mà bạn Hugo, bạn ấy muốn đọc một cái cuốn sách mà cứ đọc đi đọc lại, ngày nào cũng đọc cuốn sách đấy. Và ngày nào cũng đọc thì mình cũng cảm thấy chán, mặc dù mình đề nghị là con ơi hay là mình đọc cuốn sách khác đi, mẹ con mình đọc nhiều ghê rồi đấy, một cuốn này đọc đi đọc lại nhiều rồi đấy. Ồ, nhưng mà sau này mới biết đấy là thói quen, đấy là sở thích của rất là nhiều nhiều bạn. Hầu hết là các bạn đều thế, một thời điểm các bạn ấy sẽ rất là thích một cuốn sách nào đó. Thế thì lúc đó là mình thay vì cái việc mình chỉ có đọc sách một cách đơn thuần cho con, thì mình lại thường xuyên gọi là đặt ra câu hỏi cho con, theo kiểu cái tình huống tiếp theo nó là gì, hay là đọc đến cái đoạn này thì là giống như kiểu là đến cái câu cuối của đoạn đấy ấy, thì là mình sẽ ngưng lại xong hỏi con là ví dụ như là bạn gà trống sẽ làm gì con nhỉ, đấy kiểu thế, để cho bạn ấy tư duy, bạn ấy nhớ được câu chuyện kiểu vậy. Rồi là xem trẻ đặt câu hỏi có lễ phép hoặc là rõ ràng không. Nếu mà Nga thấy mà ví dụ bạn ấy đề nghị mình lấy cái gì, hoặc là kể cả như hỏi bất kỳ một cái gì bình thường, ví dụ hỏi là thì ở đâu, thế không được, mình phải chỉnh ngay, mình bảo là con ơi, con phải hỏi là mẹ ơi thì ở đâu ạ. Thế xong là bạn ấy nói lại rõ ràng rành mạch rồi thì lúc đấy là mình mới lấy cho bạn cái thìa. Hoặc là bạn ấy hỏi bất kỳ một cái gì đấy là đều phải đề nghị bạn ấy phải hỏi lễ phép và rõ ràng, sửa câu từ ngay đó. Rồi đặt ra nhiều câu hỏi cho trẻ này. Đặt nhiều câu hỏi cho trẻ cũng là phương pháp được cha mẹ Do Thái sử dụng phổ biến, đặc biệt là khi cùng trẻ chơi trò chơi mang tính gợi mở. Cha mẹ thường hỏi trẻ những câu như: nếu không như vậy thì sẽ thế nào, làm thế nào mới qua được trò chơi đó, con có thể nói cho bố mẹ biết con chơi như thế nào không. Hiệu quả của những câu hỏi này rất rõ ràng. Sau khi trẻ tiếp nhận câu hỏi, đầu tiên sẽ căn cứ vào phán đoán của mình phân tích câu hỏi, sau đó chọn ra một số cách có hiệu quả để đi tìm câu trả lời câu hỏi đó. Có thể nói quá trình trẻ trả lời câu hỏi chính là quá trình suy nghĩ theo câu hỏi và học tập từ câu hỏi. Cái này nó rất là giống cái câu nói đấy, là câu hỏi chính là câu trả lời, đúng không ạ? Và gọi là muốn giải toán thì phải thuộc đề đã, có nghĩa đấy là chúng ta hãy xoáy vào câu hỏi. Nhiều khi đấy là khi mà chúng ta suy nghĩ theo câu hỏi là nó đã ra được câu trả lời rồi. Tóm lại, các bậc cha mẹ nên nhớ rằng đặt câu hỏi trong quá trình học tập có thể giúp trẻ tiến bộ nhanh. Cổ vũ trẻ đặt nhiều câu hỏi có thể kích thích khả năng tư duy của trẻ. Đồng thời muốn bồi dưỡng ý thức đặt câu hỏi cho trẻ, bố mẹ cũng phải là người chịu khó suy nghĩ và quan sát cuộc sống để có thể hướng dẫn trẻ đặt ra những câu hỏi sâu sắc, giúp trẻ trở thành người hữu dụng trong tương lai. Đấy, đặt ra những câu hỏi sâu sắc, đúng không ạ? Thì đương nhiên đấy là tùy từng cái độ tuổi của con mà mình sẽ dạy con theo nó, theo cái gọi là cái khả năng và cái năng lực của các bạn đấy tại cái độ tuổi đó mọi người nhé. Thì tóm lại là ngày hôm nay chúng ta học được những cái bài học nghĩ là rất là ý nghĩa, không chỉ là cho con mình đâu mà cho cả chính bản thân mình, rồi là trong cái việc mà chúng ta làm việc đội nhóm cũng vậy ạ. Đó, thì cái bài học đầu tiên đó là học tri thức không bao giờ là quá muộn, và cha mẹ Do Thái là định hướng cho con ham học hỏi bắt đầu từ việc ham đọc sách này, rồi dù giàu hay nghèo cũng cần phải học tri thức. Đó, và cái cách mà gợi mở cho con thường xuyên đặt câu hỏi và đi tìm câu trả lời đấy là: thứ nhất là tích cực hướng dẫn trẻ đặt câu hỏi này, thứ hai là đặt ra nhiều câu hỏi cho trẻ này, và đúng rồi, có hai cái ý đó. Đây, tích cực trả lời câu hỏi cho trẻ này, tích cực hướng dẫn trẻ đặt câu hỏi và đặt ra nhiều câu hỏi cho trẻ. Đó là ba cái ý mà liên quan đến cái việc đặt câu hỏi. Rồi ạ,
Thế thì vừa rồi chúng ta cũng đã đi qua cái nội dung của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái, phần làm thế nào để giúp con mình trở thành một những đứa trẻ gọi là ham học hỏi. Không biết là có mẹ nào có hay là có bố mẹ nào có những cái trải nghiệm ở cái việc nuôi dạy con, hay là những cái kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con, hoặc là trong cái lúc mà Nga đọc sách mọi người nảy ra một cái câu chuyện gì đó, thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau nhé. Rồi. Đây ạ. Vâng ạ. Cái sách mà lúc nãy Nga nói đúng rồi ạ, mẹ Su Xin đấy ạ, chị Thu Hà. Thu Hà đúng rồi ạ, tự nhiên nhớ nhầm thành Hà Anh. Chị Thu Hà, chị có nhiều cái chia sẻ hay lắm. Rất là hay luôn, một bà mẹ cá tính. Thực ra chị thì là mẹ đơn thân nuôi hai cô con gái, và từ nhỏ là đã dạy cho các con có cái sự tự lập rồi, rất là hay. Ok, bây giờ Vân Hồng chia sẻ này, tớ cho bống tìm hiểu về cong vẹo cuộc sống, con tự ngồi học ngoan đúng tư thế để bảo vệ lưng sinh đúng không ạ? Sách nào ạ? Nếu mà cái sách em đang đọc là cuốn này, còn cái cuốn Con nghĩ đi mẹ không biết thì em để trong giá sách, hơi 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 ngại tìm một xíu. Con nghĩ đi mẹ không biết ạ, cuốn đấy rất là hay, có nhiều đầu sách về dạy con hay lắm. Xin mời Vân Hồng chia sẻ nào. Hello cả nhà, em đang chưa chưa tiện bật cam lắm thì em xin phép tắt cam nhé. Tức là thời gian gần đây thì bỗng như em đang vào lớp 1, và gần như là con phải như kiểu là thay đổi cái môi trường học tập, không phải vui vui kiểu ngày xưa thì đọc sách có thể là nằm ở giường hoặc là ngồi ở dưới nền nhà mấy mẹ con chơi với nhau đọc sách, nhưng bây giờ gần như là học nó phải vào bàn học đi học, và con hay ngồi một tí là mẹ ơi con mỏi tay, mẹ ơi con mỏi lưng. Thế xong rồi em mới nói là con ơi, con ngồi học đúng tư thế như cái bạn này này, tức là ở đầu những cái quyển vở của con thì có hướng dẫn cái tư thế ngồi học đúng ấy. Thế xong rồi, con ngồi như thế để bảo vệ cái lưng sinh của con. Thì xong bắt đầu mẹ ơi thì mẹ cho con xem các bạn mà không có lưng sinh thì như thế nào. Thì bắt đầu lên mạng search cho về cong vẹo cuộc sống phân tích đấy, con nhìn thấy một cái bạn lưng sinh thì như này như kia. Thì nó bắt đầu cứ lúc nào bạn ấy gọi là hơi uốn éo một cái này, con ơi con bảo vệ lưng sinh của con đi, thế là lại đập tay xuống bàn, con quyết tâm bảo vệ lưng sinh của con. Thế là tự nhiên là con có cái tư thế ngồi học đúng. Ok, rất là hay đúng không ạ? Để cho con gọi là tự đưa ra một cái kết luận, đấy là con nên làm cái điều gì bằng cái việc đấy, là chúng ta cung cấp tri thức cho con, đúng không Vân Hồng? Hay quá, cảm ơn Vân Hồng. Và khi mà chúng ta tìm hiểu về dinh dưỡng, về lối sống lành mạnh ấy, là ngay từ bé con mình đã được học những điều đó rồi, và kể cả trong những cái bữa ăn hàng ngày ấy, mình sẽ cần phải dạy con từ cái lúc bé nhá, là kể cả như là đó là cái món gì. Các bạn có biết đấy là nhiều những người mà đến khi lớn rồi còn không biết rau gì với rau gì không? Đấy là vì từ bé không 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 có được dạy, cứ ăn thôi nhưng không biết rau gì và rau gì. Đấy, ví dụ đặc biệt là rau thơm là không phân biệt được loại nào với loại nào. Từ bé là phải dạy con, kể cả như từ củ cà rốt các thứ là phải dạy, rồi là các loại, đặc biệt là các loại rau xanh, các bạn đấy rất là hay nhầm lẫn với nhau, hay là cá các thứ là cũng rất là hay nhầm lẫn với nhau. Thế nên là mình gọi là nên dạy cho con từ cái ngày bé như thế, rồi là đặt câu hỏi cho con trong một bữa cơm, đấy là thế theo con là món nào thì mình ăn nhiều là tốt, món nào ăn nhiều sẽ không tốt. Thế và vì là đã trước đấy là đã được học những cái kiến thức, ví dụ như là ăn nhiều những đồ chiên rán các thứ là không tốt, thì sẽ chỉ ra luôn, đúng không ạ? Đấy, hay là ăn nhiều rau là tốt mẹ ạ. Con rất là thích ăn rau ngót, rau ngót thì sẽ rất là giàu, bạn ấy không biết là giàu canxi, nhưng mà bạn ấy biết đấy là rau ngót thì sẽ giúp mình cao lớn hơn đấy, hay là cà rốt thì sẽ giúp mắt sáng hơn, vân vân đấy, kiểu thế, là vì là bạn đã được học rồi đó. Và một mẹ nào đó chia sẻ nữa đi ạ. Nga nghĩ là đây là một cái chủ đề rất là thú vị. Chị Nguyễn Liên nói đấy là mình cũng đã và đang đọc và áp dụng kiến thức trong quyển Con nghĩ đi mẹ không biết, rất bổ ích nhé. Chị Liên có thể chia sẻ được không chị? Là chị đã áp dụng cái cuốn đó như thế nào ạ? Chị Liên bật được cam được mic không chị nhỉ? Mọi người có cái trải nghiệm gì về 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 nuôi dạy con, mọi người cùng chia sẻ đi ạ. Học hỏi, Nga biết đấy là có rất là nhiều mẹ nuôi dạy con xuất sắc luôn. Không biết đấy là Bảo Trợ Huyền Trang có ở đây không? Chị Kim Trang cũng là một nhân vật phải nói là rất là hay luôn. Chị Kim Trang có online ở đây không? Chị Kim Trang chia sẻ thêm về việc mà chị dạy con được không ạ? Chị Kim Trang có hai bạn là bạn Bi và Ori. Ori với Bi. Đấy, hai bạn đấy phải nói là
mọi người, đặc biệt là bạn Bi, nhớ được rất là nhiều bài thơ các thứ từ hồi bé tí luôn. Và tụi mình là cứ hay nói trêu đấy là Bi là à đúng rồi, Bi là như thần đồng ấy. Ok, xin mời chị Mận ạ. Trần Mận, chị Trang mà online thì chị Trang chuẩn bị chia sẻ nhá. Chị Mận ơi, chị chia sẻ đi ạ, chị bật mic nhá. Chị vừa bật mic rồi, xin chào cả nhà. Nhà mình thì cũng có ba con, một con năm nay đại học, một con lớp 11 và một cháu trai lớp 6. Cho nên là cái kiến thức dạy con mình rất là biết ơn vào cái hệ thống S21 của mình. Có rất rất nhiều kiến thức, không những y học, không những dinh dưỡng, không những về lại cách đối nhân xử thế, về cách dạy con rất là nhiều người. Như chúng ta biết là dạy con là tương lai của mình đúng không ạ? Thì mình cũng có một cái góp mình cũng có một cái kiến thức dạy con như này, ngay cả là cái về cái vấn đề về cái vitamin dinh dưỡng của mình thôi cả nhà. Thì bữa xưa con nhà mình cứ đợi mẹ là mẹ pha hoặc là mẹ ép. Thế nhiều khi mẹ pha mẹ ép thì như mọi người biết rằng là ăn mà đã khó chịu ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái dạ dày. Thế nên mình bảo mình phải tìm cách ra, mình hiểu được cái đấy, mình tìm cách ra để thế nào để con có hứng thú với ăn. Thì cái dinh dưỡng vào cơ thể mình nó hiệu quả rất là nhiều, tức là giống như có niềm tin như các bạn đó. Thế thì khi mà con nhà mình hai chị thì có ý thức hơn, nhưng mà thằng em thì cứ bắn nhắn ý là cứ muốn là mẹ cho con dùng cái này thì phải phải đổi đổi lại với bạn ấy là mẹ phải cho con mua cho con cái này, hoặc là cho con phải xem tivi mấy tiếng, hay là mẹ phải cài cho con cái ứng dụng gì để con thích trò chơi, ví dụ thế. Thế nhưng mà mình bảo, mình đầu tiên mình cứ bảo là thế con có muốn khỏe mạnh không, con có muốn mắt của con sáng không, thế thì con cứ làm đi, rồi nếu một ngày nào đó mà mẹ thấy con ngoan và con cũng đáp ứng những cái mà mẹ hướng dẫn thì mẹ sẽ cũng đồng ý một số hướng như con đề nghị đấy. Thế thì bước đầu mình cũng làm sao để cho trẻ nó rất là hứng thú. Vậy thì là khi mà chỉ cần là bây giờ ấy mà mình để ý mà con là chưa uống vitamin thì này mình lại điện về mình hỏi thế các con đã bảo vệ đôi mắt của các con được các con chưa, thế thì các bạn rất là hứng thú đằng này đi uống đi mẹ mẹ phân tích nó kia. Có lúc con lớn nó bảo mình là mẹ thì lúc nào cũng nhìn đâu cũng vi khuẩn, nhìn đâu cũng sức khỏe, thì cứ để nọ kia đấy. Thế bây giờ mình áp dụng như thế nhé. Thế là con nhà mình tự dưng cái bạn là bạn thứ ba nhà mình, bạn ấy chưa học sinh học đâu các bạn ạ, thế mà bạn ấy cũng đã biết là canxi là còn là bởi lời can xương. Thế ví dụ như là mình cũng bảo là uống xong độ khoảng 20 phút, nếu như những ngày nghỉ mình ở nhà mình lại hỏi thế các con đã bảo vệ xương răng khớp của các con chưa, đấy bây giờ mình thay đổi với các con uống canxi chưa, thì mình bảo mấy con là các con bảo vệ xương răng khớp của các con chưa, rồi là các con bảo vệ đường ruột của các con chưa, trước là uống chất xơ đấy buổi sáng đấy cả nhà đó, hoặc là các con đã giúp mình khỏe mạnh chưa, là uống thêm cái vitamin kit đấy, không có thì các bạn bảo lúc cả ngày lúc nào mẹ cũng bắt con uống cái gì mà nhiều thế đúng không. Thế thì khi mình phân tích đấy mà các bạn ấy cũng hiểu, giống như bạn Hồng vừa chia sẻ đấy, con có muốn cái lương sinh không đấy, hoặc là đấy, thì bây giờ mình áp dụng những cái đấy mình nói với con mình. Đầu tiên là trẻ em ấy nó thích uống sữa rồi các bạn ạ, nó ngọt hơn ấy, mà mình để mà con với mình thì mình không thể áp đặt được con, thì mình phải tìm hiểu con và mình sẽ động viên con, và mình nói những cái mà mình vừa nói đấy các bạn ạ. Con đảm bảo con các bạn rất thích, nhưng các con đầu tiên các bạn cũng phải đáp ứng nhu cầu các con, chứ không phải cứ bắt các con đáp ứng nhu cầu của mình mà mình không đáp ứng nhu cầu các con đâu. Thế cho nên là các bạn, đấy là cái cách dạy con của mình, và con mình cũng rất là tự lập, và bây giờ con mình cũng biết bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho mình. Đặc biệt là chị lớn là bị cận từ năm lớp 9, mà khi áp dụng dùng omega 3 với kit của mình nhá, với cái bột mà độ cận giảm đi rất là nhiều, mà không phải cắt kính nên độ cận tăng lên, rất là tuyệt vời. Còn bạn thứ ba thì không lần nào mà bị táo bón. Còn bạn thứ hai thì bị viêm xoang. Năm nào mẹ cũng phải nhờ xuống cho các bác tai mũi họng để rửa mũi và cũng kê kháng sinh, nhưng mà mình cố đợt cấp mà đau quá thì mình vẫn phải dùng đến kháng sinh. Nhưng sau mình áp dụng omega 3 2 năm nay còn không phải đi rửa mũi một lần nào. Thế bây giờ mình cứ có lần, bây giờ các bạn uống lâu năm cũng nhiều quá rồi, các bạn cũng bảo uống con uống mấy năm mà khỏi rồi thì mẹ bảo con uống làm gì. Thế mình lại phân tích xong, bây giờ mình lại quay lại cái câu nói như vậy. Thế thì mình nghĩ rằng nhà nào cũng có cái lứa tuổi con như vậy, thì là mình hướng dẫn con như thế thì
đảm bảo con mình nó có khỏe mạnh, mình thấy thích lắm. Nhiều khi các bạn biết không, mình đừng tức với con nhé, nhiều lúc mình cũng tức lắm chứ, nhưng mình phải kìm lại, kìm mình lại, mình phải tìm cách. Bây giờ mình mà tức với bạn nhưng mà bạn ấy không uống và bạn ấy ốm là mình là ai? Mình là người đầu tiên, cái thần kinh của mình đã tổn thương rất là nhiều. Không biết các bạn thế nào chứ mình có chuyên môn mà khi con ốm sốt thôi, mình trong đầu mình còn nghĩ rất nhiều cái, hay là con virus, hay là con viêm mảng não, hay là các kiểu luôn, nó rất là mệt mỏi luôn. Vậy cho nên là mình không muốn suy nghĩ thì mình phải tìm cách cho con mình khỏe mạnh. Đấy, cái chia sẻ của mình như thế. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Cảm ơn chị Mận. Hay quá, cảm ơn chị Mận. Tuyệt vời luôn, đã giỏi. Nga cho chị chia sẻ một ý nhỏ nhá. Mình thì cũng cũng trước đây thì cũng chẳng học bài bản cái gì đâu, nhưng mà được cái là cũng rất là hay hay tìm hiểu ấy. Thì ví dụ con mình, cái bạn lớn ấy, thì sau đây tìm hiểu ra thì cái bạn bạn ấy thuộc cái nhóm tính cách cá tính. Trẻ con thì nó sẽ có bốn tính cách: nhóm sư kỳ dễ thương, nhóm kỵ tính, nhóm chín chắn và nhóm gì nhỉ, tự nhiên mình quên mất rồi. Mà con mình thuộc nhóm kỵ tính, cá tính. Thì nó rất là hay đặt những câu hỏi ngược, và đọc ra thì biết rằng bạn đấy là người có tư duy ngược. Thế ví dụ như mình muốn bạn ấy ăn rau xanh mà bảo con ăn rau xanh không bao giờ bạn ăn, thì bạn mình sẽ nói rằng là chắc là con không thích ăn rau xanh để cho nó cao lớn đâu nhỉ. Thì bạn là đương nhiên con ăn chứ, thì là bạn ấy sẽ ăn. Đấy, mình sẽ phải đặt những cái câu hỏi ngược như thế. À, hoặc là bạn ấy có một cái thắc mắc rằng là mẹ thì yêu em hơn hơn con. Thì bắt đầu một hai lần giải thích bạn chưa nghe, bắt đầu mình sẽ lấy một cái ví dụ. Đây ví dụ, mình đưa ra ví dụ này. Đây là con, còn đây là em. Thế con nhìn xem là cái bút là cả cái nào cao hơn, thì bảo đương nhiên cái này cao hơn. Thế cao hơn thì bây giờ là con mấy tuổi? Bạn bảo con 10 tuổi. Thế em mấy tuổi? Thế em 2 tuổi. Vậy thì con hơn em mấy tuổi? Con hơn em 8 tuổi. Vậy thì rõ ràng là mẹ yêu con được 10 năm rồi, mà em thì mới yêu được 2 năm. Thế theo con là yêu ai nhiều hơn? Thế bảo đương nhiên yêu con. Và từ đấy là không tị về vấn đề là yêu ai hơn yêu ai. Thì đó, sau đó thì mình đã giải thích rằng là em thì là mới sinh và còn bé hơn nên cần thời gian chăm chút hơn một chút. Ví dụ như cây non ấy, còn bây giờ thì con lớn hơn rồi, con tự chơi được rồi, con tự ăn được rồi, thì mẹ để cho con tự lập. Đấy, thế là từ đấy là không tị nữa. Và cũng rất là hay nhá. Mình thì đúng đang thắc mắc rằng mình không biết là dạy bạn ấy chuẩn bị vào cái độ tuổi là chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì trước đấy chỉ 1-2 năm nữa vào tuổi dậy thì mình chưa biết là dạy bạn như nào. Thì may qua mình biết đến cái cuốn sách Tuổi dậy thì bí mật của bạn trai. Thế mình mua cho bạn đọc và mình nói là mẹ là con gái thì có nhiều cái của con trai mà mẹ không biết được. Nhưng trong cái cuốn sách này nhá là con sẽ biết hết được. Thế bắt đầu là bạn ấy rất thích chiều phát triển chiều cao. Thì bạn ấy đọc xong thì bạn ấy có hay có thói quen là chia sẻ với mình. Thì bạn ấy có nói là mẹ ơi mẹ, cái lúc mà bắt đầu mình mà đặt canxi để uống ấy, thì bạn bảo là mẹ mẹ ở ở trong sách nhá, nó nói rằng là chế độ dinh dưỡng ấy, muốn cao ấy, thì là có một chế độ dinh dưỡng chuẩn, đó là bổ sung canxi. Bổ sung canxi thì sẽ giúp cho xương của mình cao lên. Đấy, thế là từ đấy bạn ấy tự động uống canxi và mình không cần phải nói. Hoặc là bạn ấy bị viêm mũi dị ứng xong bạn ấy cứ hay bị khạc đờm ấy, thì trước nhắc kiểu gì bạn cũng không làm, sụt sịt kiểu gì cũng không làm. Thế mình mới lấy một ví dụ bảo bây giờ nếu như nhá mà con không chữa đi, không chữa cái này đi, thì sau này lớn lên, ví dụ lúc mình đi tán gái ấy, mình ngồi cạnh người yêu ấy, cứ đang định nói là anh yêu xịt một khác, thế là bạn ấy chưa nghe rõ, người yêu mình chẳng nghe thấy mình nói cái gì. Thế là bạn ấy cười và sau đó thì bạn ấy thêm mới hỏi là thế theo con nhá, trong các cái sản phẩm của Uliflame có cái gì mà giúp được con viêm hết viêm mũi? Thì bạn là omega 3. Mẹ bảo hết viêm mà, thì viêm mũi thì đều là viêm của gì nữa. Thế là bạn được rồi, thế mẹ đặt omega 3 nhớ uống nhá. Thế là ngày nào bạn ấy sẽ tự giác uống một cái mà mình không cần phải nhắc nhở bạn ấy nhiều. Đấy, thực ra thì dạy những cái bạn đấy phải có chiêu, chứ còn nếu mà mình nhắc các bạn thì rất là khó. Hoặc là ví dụ như bảo ngay lập tức bảo con tắt tivi đi ngủ, không bao giờ bạn làm luôn. Bạn ấy sẽ nói rằng là mình sẽ phải nói rằng là theo con thì 3 phút nữa hay 5 phút thì con sẽ nên tắt tivi nhỉ. Thì bạn ạ, đương nhiên mẹ biết câu trả lời rồi, thì mình đã nói rằng à chắc là con chọn 3 phút đúng không, để cho đi ngủ sớm cho nó cải thiện chiều cao. Thì bảo không, con chọn 5 phút. Thì mình nói ok, 3 với 5 phút ok, do con lựa chọn, nhớ 5 phút nhá, nhớ thực hiện lời hứa nhá. Đấy, thế là bạn ấy đúng 5 phút là bạn sẽ tắt luôn. Thì đó là
Và đặc biệt là bạn này thì rất là nhạy cảm, cá tính rất là nhạy cảm. Ở trường có vấn đề gì là bạn về chia sẻ. Ví dụ lúc một lớp 1 ấy, bạn nói là mẹ mẹ cô Huyền hôm nay khóc đấy. Thế là mình cũng nhắn tin cho cô giáo bảo là động viên cô, bảo chị ơi hôm nay bé nhà em có nói rằng là chị khóc. Em không biết là vì chuyện gì chị khóc, nhưng mà tất cả mọi cái đều có giải pháp chị ạ. Và chị hãy bình tĩnh và vui vẻ lên. Được dạy các bạn học sinh đó là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời mình rồi. Chị mình có viết thư cho cô giáo như thế, và bây giờ năm nay con mình lên lớp 5 rồi, hôm rồi gặp lại cô giáo, cô bảo chị vẫn để cái bức thư đấy ở trong cặp. Lần đầu tiên về trường vậy mà được một phụ huynh động viên như thế, thì rất là may là ở lớp có vấn đề gì thì bạn ấy đều chia sẻ với mình. Và mình thì không như các bố mẹ khác đâu, ví dụ như là năm lớp 1 ấy thì các bậc phụ huynh đã đua nhau để mà cho con học thêm, nhưng mình thì sẽ nói với con là con ạ, vào lớp 1 nhá, hay cực kỳ luôn là mình được có những giờ ra chơi nhá, mình không phải như mầm non ngồi im một chỗ đâu. Cái xong là mình được học rất là nhiều cái, mình biết là vì sao lại có mưa này, xong là tiếng sấm thì được tạo nên như thế nào, rồi là được chơi với khắp các lớp chứ không phải là ngồi như ở mầm non ngồi một chỗ chỉ có múa hát thôi. Đấy thì là rất là hứng thú, và bạn ấy không có một cái áp lực nào khi mà phải đi học lớp 1 cả mọi người ạ. Đấy, vì vậy nên là rất may là nhờ những cái buổi học chia sẻ kiến thức như thế này, và chúng ta sẽ có thêm những cái kiến thức để nuôi dạy con. Cũng may là ngay từ bây giờ nhờ làm ORI ấy, thì là mình cũng đã định hướng cho con. Mình cũng không hỏi là lớn lên là bắt con theo công việc gì đâu, mình hỏi là lớn lên thì con thích làm công việc gì. Bạn nói à, con làm y như mẹ, và như mẹ là như là làm ORI như mẹ, xong à, đến lúc được 10 triệu thì về công ty để lĩnh thưởng ấy, xong đi ăn gà rán khao cả nhà chả sướng à. Thì là ấy, nhờ nhờ mà những cái điều tốt đẹp như thế. Thế xong là buồn cười lắm nhá, ví dụ khách nhà mình đến chơi, ví dụ ai đấy mà đang kể ừ, mấy giờ tao bị đau khớp mà không đi, là bảo ơ bà mẹ cháu tư vấn Wellness Pack cho uống khỏi luôn, bà cháu uống khỏi đấy. Ấy bạn ấy bán hàng từ những cái đấy, nên là mình dạy con và mình chia sẻ từ những cái điều nhỏ, rất là nhỏ thôi. Và đúng như vừa nãy Nga có chia sẻ là khi chúng ta không biết thì như mình sẽ nói với con là cái này mẹ có thể trả lời với con được, nhưng mà mẹ nghĩ là mẹ trả lời thì nó chưa chính xác 100%, bây giờ mẹ tra Google hoặc mẹ với con cùng tra Google ấy, thì là sẽ tìm ra câu trả lời, hoặc là mình sẽ nói là con thể thử lên Google để con tra, sau đó thì con chia lại trẻ lại với mẹ. Thế ví dụ như hiện tượng là sấm ấy, mình không giải thích với bạn là sấm là ông ù hay nọ kia đâu, mình luôn thì mình nhớ kiến thức năm lớp 7 đó là sấm là các đám mây nó cọ sát vào nhau tạo ra một tiếng động, tạo ra một tia lửa. Thế nhưng mà mẹ không nhớ chính xác bởi vì học nhiều nhiều rồi, thì bây giờ lên Google mẹ con mình xem lại, và có những cái video chia sẻ rất là hay đấy. Thì nên là chúng ta đúng là dạy trẻ là phải kiên nhẫn, như chị Mận nói phải thực sự kiên nhẫn, và kiên nhẫn được với trẻ con thì ra ngoài xã hội gặp ai chúng ta cũng có thể kiên nhẫn được. Đó là một số cái kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Biết ơn bà trưởng Nga đã cho chị chia sẻ. Cảm ơn chia sẻ của Hay quá, cảm ơn chị Thúy ạ. bạn. Vâng, phải nói là những bà mẹ trí tuệ đúng không ạ, khi mà xử lý một cái vấn đề gì đấy nó cũng có cái sự gọi là nó có sự sâu sắc và có gì đó rất là khác so với những bà mẹ bình thường mà không biết đến những kiến thức hay là chưa biết đến những cái cách về nuôi dạy con thông minh đúng không ạ. Cái cách xử lý tình huống của chị Thúy cực kỳ hay luôn, luôn biết cách gợi mở cho con và giải thích với con những cái mà khiến cho con cảm thấy là thực sự bị thuyết phục đúng không ạ. Đặc biệt đây là với những bạn cá tính, nếu mà giải thích theo một cái kiểu thông thường, giải thích cho qua là các bạn ấy chắc chắn sẽ không tin đâu. Đó, và mọi người hãy nhớ đấy là con cái sẽ không trở thành những cái hình ảnh mà chúng ta mong muốn, mà con sẽ trở thành những cái gì mà con nhìn thấy mình như thế nào thì con sẽ thường thường là sẽ sao chép như vậy. Đó, nên là nếu như chúng ta là một người ham học hỏi, kể cả với những cái gì mà mình chưa biết đúng không ạ, mình hãy đi tìm câu trả lời, và thì sẽ sau này thì con sẽ thấy đấy là không biết là cái chuyện bình thường có gì đâu. Nếu mà chưa biết thì mình đi tìm tìm hiểu thôi. Và các bạn đấy nhiều khi đấy là chính cái điều không biết đấy thì mới sẽ khiến cho các bạn ấy thấy được là kiến thức nó là một cái gì đó rất là rộng, mình không thể nào mình biết tất cả được, nên là mình không biết thì mình hãy tìm hiểu đúng không ạ. Đó, hay lắm. Ok ạ, không biết là chị Kim Trang còn online không. Lúc nãy chia sẻ của chị Mận cũng rất là hay luôn ạ, và những cái kiến thức về dinh dưỡng các thứ ấy, chúng ta hãy chia sẻ với con mình nữa mọi người nhé. Xin mời chị Kim Trang ạ. Em chào cả nhà. Rất là vui để hôm nay em được chia sẻ cùng với mọi người về cái câu chuyện mà em nuôi dạy con.
Thì cảm ơn Nga với cả đội nhóm S21 vì những cái buổi như thế này là những buổi mà Trang thấy rất là ý nghĩa. Thực sự thì Trang rất là may mắn biết đến Orphan từ hồi Trang còn là sinh viên cơ. Đến nay thì cũng phải được 10 năm rồi. Thì mình với cả chồng mình thì có cái sự gắn bó với nhau từ cũng rất là lâu. Và chính vì vậy nên trong cái quá trình mà khi mà mình bắt đầu công việc kinh doanh Orphan thì mình cũng rất là may mắn là thời điểm đấy thì mình cũng có nhiều thời gian hơn để dành thời gian cho gia đình. Và đặc biệt là lúc mang bầu hai bạn nhỏ, thì nhà mình thì đang có hai bạn nhỏ, thì một bạn thì cũng gần 2 tuổi, còn một bạn thì hơn 3 tuổi rưỡi. Đấy, 3 tuổi rưỡi. Thì hai bạn nhỏ nhà mình thì thực sự thì cái hồi mà mình mang bầu ấy, thì mình thấy rằng là cái điều mà giống như cũng rất là nhiều mẹ ở đây thì cũng rất là bỡ ngỡ, không biết là mình sẽ nuôi dạy con như thế nào, tại vì hồi đấy mình cũng khá là trẻ. Tuy nhiên thì cũng là một cái điều rất là may mắn là hai vợ chồng mình cùng làm Orphan. Thì hai vợ chồng mình thì cũng có cơ hội được tiếp xúc với cả cái tư duy nuôi dạy con từ rất là sớm. Trong cái thời điểm mà mang bầu ấy là cái thời điểm rất là quan trọng để nuôi dạy, để gọi là gì nhỉ, có một người con rất là tuyệt vời. Thì lúc đấy thì ngoài cái việc mà chăm sóc dinh dưỡng ra thì chúng mình cũng có tìm hiểu về giáo dục sớm từ trong cái quá trình mà nuôi dạy con trong bụng mẹ. Đấy, thì về dinh dưỡng thì mình chia sẻ một chút về dinh dưỡng, tại vì mình thấy cũng rất là tuyệt vời. Nếu mà các mẹ nào mà chuẩn bị mang bầu hoặc là chuẩn bị mà mọi người có ý định là sinh con tiếp theo ấy, hoặc là đang trong quá trình mang bầu, thì mọi người cũng có thể tham khảo. Đó chính là hai bạn đầu nhà mình, thì bạn đầu tiên nhà mình là mình đều sử dụng Wellness có Orphan, Wellness bột và Wellness viên, có kết hợp cả sắt với cả canxi ở bên ngoài, tại vì hồi đấy thì Orphan chưa có canxi nên mình có kết hợp ở bên ngoài. Thì trong quá trình mang bầu thì mình rất là nhẹ nhàng. Bạn đầu thì mình rất là ít bị chuột rút hoặc là bị mệt mỏi lắm, nên đi làm hoặc là đi chơi rất là thoải mái. Thì bạn đầu mình tăng 13 kg, thì bạn ấy đẻ ra là được 3 cân 3 này. Không biết mọi người vẫn nghe rõ chưa? Tại vì Trang đang ở ngoài nên có thể là mọi người nếu mà không nghe rõ mọi người cứ comment nhé. Đấy. Còn bạn thứ hai thì nhà mình thì thực ra mình sinh khá như này. mình bạn thứ hai thì cách bạn thứ nhất có khoảng hơn 1 năm thôi. Thì nếu mà rất là nhiều mẹ ở đây thì sẽ thấy rằng là nếu mà con mới được 1 tuổi mà đã sinh bạn thứ hai ấy, thì cơ thể mẹ sẽ không đủ chất để có thể là chuẩn bị cho cái thai kỳ tiếp theo. Nhưng mà thực sự thì rất là may mắn, thì lúc đấy thì mình bầu bạn thứ hai thì bạn đầu mới được khoảng tầm hơn 1 tuổi. Thì lúc đấy thì là mình cũng có cái sự chuẩn bị, như là trong quá trình đấy thì mình cũng cũng chỉ tập trung sử dụng mỗi dòng sản phẩm Wellness của bên mình thôi mọi người ạ. Không có sử dụng canxi hay là những cái sản phẩm khác ở bên ngoài đâu. Tại vì lúc sinh bạn thứ hai thì canxi của Orphan có rồi, mình chỉ bổ sung thêm sắt thôi. Còn đâu chủ yếu là mình sử dụng Wellness viên với cả là bột, Wellness bột ấy. Wellness bột thì mình sử dụng một ngày trung bình khoảng từ 2 cho 3 cốc. Thì sức khỏe của mình cũng rất là ok, vừa nuôi bạn đầu cũng như là bầu bạn thứ hai ấy. Thì trong cái quá trình đấy thì mình thấy rằng là cơ thể của mình sinh bạn thứ hai mình cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng, không bị đau nhức xương khớp hay gì cả. Tại vì cũng là một phần là mình cũng có kiến thức về dinh dưỡng và mình cũng được bổ sung những cái sản phẩm về Wellness thì mình cảm thấy rất là tốt. Nếu mà tìm so với một số những người bạn khác ở ngoài thì các bạn ấy cũng dùng khá là nhiều các cái loại mà kiểu sách tay hoặc là những cái loại vitamin khác. Nhưng mà thấy rằng là gì nhở, cũng có chia sẻ cùng với cả kiểu bạn bè hay chia sẻ cùng với nhau ấy. Đấy, thì có chia sẻ rằng là gì nhở, tớ sau sinh hoặc là trong quá trình bầu tớ hay bị chuột rút này, hay bị đau nhức thế này thế kia. Nhưng mà riêng Trang thì khi mà trong quá trình mang bầu thứ hai, bạn thứ hai ấy, thì mình cảm thấy rằng là rất là thoải mái, dễ chịu. Và đặc biệt nữa đó chính là sinh bạn thứ hai xong thì mình cảm thấy còn nhẹ nhàng hơn bạn thứ nhất. Bạn thứ hai thì mình chỉ có cân nặng khoảng 11 kg thôi, nhưng mà đẻ bạn ấy ra là 4 cân luôn. Đấy cũng là một trong những cái mà mọi người cũng có thể là từ câu chuyện của Trang mọi người cũng cảm thấy nhận được rằng là dinh dưỡng nó rất là quan trọng trong cái giai đoạn mà gì à, các mẹ bầu bí. Tiếp nữa là chính là trong quá trình mà mang thai ấy, thì mình cũng có tìm hiểu về giáo dục sớm. Tại vì như vừa xong Trang chia sẻ đó chính là rất là may mắn hai vợ chồng Trang có thời gian này làm Orphan và có thời gian và cũng được tiếp xúc với giáo dục sớm từ rất là sớm. Đấy, thì bạn đầu nhà Trang cũng nói khá là sớm, khoảng tầm gần 1 tuổi là bạn đã nói được rồi, khoảng tầm 10 tháng là bạn ấy đã có thể đi ven và đi chậm từng bước một ấy. Khoảng tầm 11 tháng là bạn ấy có thể là đi được rồi. Còn cái việc mà mỗi giai đoạn thai kỳ có mỗi cái giai đoạn trong cái quá trình mà
sau khi mà mình sinh con xong ấy thì khoảng từ có cái giai đoạn rất là quan trọng, đó chính là giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn vàng để phát triển về cái nhận thức này. Rồi nếu mà ai tìm hiểu về giáo dục sớm thì mọi người sẽ biết rằng là từ 0 cho 6 tuổi đó chính là cái giai đoạn mà 80% bộ não của con đã phát triển rồi. Thì thực ra thì hai bé nhà mình mới từ 0 cho 3 tuổi thôi thì mình cũng đã tìm hiểu và nghiên cứu về cái giai đoạn này khá là kỹ. Còn giai đoạn từ 3 cho 6 tuổi thì đang trong quá trình học hỏi. Thì Trang chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm của Trang với cả gia đình Trang đã áp dụng cho mọi người nhé. Vì hai bạn đầu nhà mình thì là các bạn đi nói khá là sớm. Thì thực sự để nói sớm và nói sõi và biết được nhiều thứ ấy, các bạn khoảng tầm 1 tuổi rưỡi là các bạn ấy đọc được khá là nhiều các bài thơ rồi. Và những bài thơ đấy là những bài thơ rất là dài. Và con có thể nói sõi và có thể thể hiện được cái ý mà con mong muốn ấy. Đấy, thì đầu tiên đó chính là cái giai đoạn mà khoảng tầm 3, mỗi trẻ thì thường nó sẽ có những cái giai đoạn gọi là giai đoạn nhạy cảm không mọi người ạ. Nếu mà tìm hiểu thì mọi người cũng có thể tìm hiểu về cái cách nuôi dạy con của Montessori. Đây là cái phương pháp nuôi dạy con theo kiểu giáo dục sớm, thì mọi người cũng có thể tìm hiểu thêm về cái phương pháp này. Thì giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà gia đình Trang cũng cho con đọc sách từ hồi trong bụng mẹ là đã buổi tối là bố đã đọc sách cho con rồi, hoặc là nếu mà bố bận thì mẹ có thể đọc sách cho con hoặc nói chuyện với con. Còn lúc mà khoảng từ nhà Trang hay áp dụng là sau khi mà kiểu chuẩn bị đi ngủ ấy, thường là có thể là mẹ này, chủ yếu là mẹ hoặc là bố ấy sẽ là người đọc sách cho con. Nếu mà các bạn ấy biết rồi, ví dụ như kiểu khoảng tầm như bạn đầu nhà mình là hơn 3 tuổi thì các bạn ấy đã có thể là gì ạ, đọc sách cho em rồi. Đọc sách cho em, tại vì những cái cuốn sách đấy thực ra bạn ấy cũng không phải là người biết chữ, nhưng mà các bạn ấy đã có thể thuộc những cái tất cả những cái đầu sách mà nhà Trang có thì hầu hết là bạn ấy đã thuộc và bạn ấy có thể tự đọc lại cho em rồi. Còn đâu là không thì mình sẽ cùng với con đọc sách vào buổi tối trước khi mà đi ngủ. Thường là mình sẽ dành khoảng tầm 30 phút cùng các con đọc sách. Đấy là cái mà Trang thấy rằng là nó rất là hay và ý nghĩa để mình có thể cùng đồng hành cùng với con. Và cái khả năng nói của bạn thứ hai như Nga vừa chia sẻ đó chính là bạn Bi nhà Trang. Thì bạn ấy bắt đầu là nói những cái câu đơn giản, là những câu gọi là mẹ này, bà này, bố này. Từ lúc mà bạn ấy khoảng tầm 11 tháng tuổi là bạn ấy đã phát âm những câu đấy khá là rõ. Đấy, sau đó thì dần dần thì Trang hay thường là Trang với ở các gọi là gia đình ấy hay thường là chỉnh cho các bạn ấy là nếu mà các bạn ấy cứ ậm ừ hoặc là các bạn ấy rất là muốn diễn đạt một cái gì đó, ví dụ như là bạn ấy chỉ là bạn ấy muốn lấy cái cốc hoặc là cái quả gì đó chẳng hạn, như là người bạn ấy chỉ thôi, nhưng mà mình với cả là mình bình thường hay gọi là diễn đạt cái ý đấy cho bạn ấy, ví dụ như con muốn lấy cái cốc phải không đấy, thì thường là mình sẽ diễn đạt cái điều đấy cho con. Hoặc là ví dụ như các bạn ấy chỉ nói được 1-2 từ thôi thì mình các bạn ấy sau đó các bạn khóc, các bạn ấy không thể hiện được cái điều mà các bạn ấy mong muốn, thì mình cùng với các bạn ấy gọi là gì ạ, diễn đạt cái điều đấy ra, ví dụ như là có phải con muốn lấy cái này không, hay có phải con muốn ăn cái này không, thì lúc đấy thì các bạn ấy hoặc là các bạn ấy bảo là lấy cho con cái này, thì mình sẽ chỉnh lại giống như Nga, đó chính là gì nhỉ, bây giờ Bi sẽ nói là gì nhỉ, Bi, mẹ ơi mẹ lấy cho con cái quả táo được không. Đấy, nghĩa là mình bình thường chỉnh cho con từ những cái lúc mà các bạn còn khá là nhỏ, khoảng tầm lúc các bạn ấy mới biết nói thì mình hay chỉnh như vậy. Còn nếu mà các bạn ấy lúc mà chưa biết nói thì mình cũng chỉnh bằng cách là mình thể hiện cái điều mà các bạn ấy mong muốn ra. Đấy, thì thường cái giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi là cái giai đoạn mà phát triển về cái ngôn ngữ của con rất là tốt. Thì giai đoạn này thì nhà Trang có áp dụng đó chính là vừa là đọc sách cho con này, vừa là để cho con nghe những cái bài nhạc ấy. Bài nhạc có thể là tiếng Việt và tiếng Anh. Thì đấy là những cái bài nhạc mà các bạn ấy có những cái vần điệu nên các bạn ấy rất là dễ nhớ, rồi các bạn có thể hát theo. Đấy, rồi ngoài ra nữa là đó chính là cái cách mà mình giao tiếp với con cũng rất là quan trọng, là cái việc mà mình có thể nói chuyện với con này, hai mẹ con nói chuyện với nhau và coi nhau giống như những người bạn ấy, nên các bạn ấy với cả Trang với cả bố hoặc là bà ở nhà thì rất là vui vì các bạn ấy được thể hiện được cái ý kiến của mình, và các bạn cũng rất là được tôn trọng mọi người nhá. Không phải là con bé là con không làm được cái này kia, mà mình sẽ đưa ra cái sự lựa chọn cho con. Nhưng mà mình có thể đưa ra hai sự lựa chọn cho con, và bạn ấy có thể lựa chọn cái điều mà các bạn mong muốn. Và khi mà đã lựa chọn rồi thì các bạn ấy rất là thích về cái việc đấy là của bạn. Bạn ấy lựa chọn chứ không phải là do cái sự ép buộc của bố mẹ. Đấy là cái điều mà Trang trong quá trình mà còn một cái chi tiết này nữa mà Trang cảm thấy cũng rất là hay. Đó chính là cái việc mà đôi khi các mẹ
con mà làm cái điều gì mà kiểu mình cũng không 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 cảm thấy là thích lắm ấy, hoặc là mình đôi khi mình nói nhiều lần nhưng mà con vẫn làm ấy, đấy thì nhiều khi mình rất là tức giận, mình tức giận và mình quát lên. Thế là lúc đấy thì khi mà mình thể hiện cái điều giận dữ ấy, thì mình cũng nói với con là gì ạ, thực sự là mẹ cũng rất là giận là con đã lấy cái này không xin phép mẹ. Xong là bạn ý, ví dụ như bạn đầu nhà mình là bạn Ori, thì bạn ý bạn ý cũng cũng kiểu lúc đấy các bạn ấy kiểu vừa sợ ấy, tại vì lúc đấy là mẹ quát mà vừa sợ. Xong bạn ấy bảo là mẹ ơi mẹ đừng nói to như thế nhá. Thế sợ thì là tại vì khi mà mình giận thì mình sẽ truyền cái cảm xúc giận dữ đấy về con vừa lo lắng cũng như là vừa cũng giận ấy. Tại vì thứ nhất là cũng không nói được, mẹ không nói lý do cho con tại sao. Thứ hai đó chính là khi mà giận giống như vậy ấy, thì là Trang hay thường là tự kiềm chế bằng cách là hỏi lại con. Đó là thế thì nếu mà con làm như vậy thì mẹ tức giận thì mẹ phải nói như thế nào? Đấy, thì bạn ấy bảo là lúc đấy bạn ấy tự tự đưa ra cái giải pháp nhé. Bạn ấy tự đưa ra cái điều mà bạn ấy muốn, đó chính là mẹ phải bảo là Ori ơi, Ori mẹ không thích Ori vặn nước giống như vậy đâu, Ori tắt đi nhé. Đấy, đấy là cái mà bạn đầu nhà Trang mới hơn 3 tuổi nhưng mà cái khả năng nhận thức của bạn ấy khá là tốt, tức là khả năng sử dụng ngôn ngữ. Thì cái việc sử dụng ngôn ngữ thì Trang cũng muốn chia sẻ cùng với mọi người để mọi người cũng có thể là gì nhỉ, các bạn giai đoạn từ 0 cho đến 3 tuổi thì mọi người cũng có thể là áp dụng cái này. Tại vì đây cũng là cái áp dụng trải nghiệm từ gia đình mình. Thì hai bạn đầu nhà mình, hai bạn nhỏ nhà mình thì các bạn nói khá là sớm, kể cả tiếng Việt cũng như giai đoạn này thì Trang cũng đang bồi dưỡng cho các bạn về tiếng Anh. Tiếng Anh thì mình có sử dụng một cái ứng dụng là Monkey Story. Đấy cũng là cái ứng dụng mà mọi người cũng có thể tự dạy con tại nhà, cũng rất là hay. Các bạn có thể, các bạn nhỏ thì khoảng 18 tháng ấy, thì các bạn có thể sử dụng khoảng tầm 10 đến 15 phút một ngày thôi. Mỗi ngày một bài thì hai mẹ con hoặc là hai bố con vẫn có thể đồng hành cùng với nhau. Đấy là cái việc mà trong cái việc mà nuôi dạy con khiến cho con có thể là có cái khả năng giao tiếp rồi khả năng sử dụng ngôn ngữ rất là linh hoạt. Đấy là cái mà Trang muốn chia sẻ thêm để mọi người cũng có thể là gì nhỉ, tham khảo. Hay quá, cảm ơn. Okay. Rất hay luôn. Rất nhiều mẹ xin số chuyên gia Kim Trang để tư vấn. Facebook của Kim Trang đây mọi người nha. Facebook của chị Trang là Kim Trang. Đấy, mọi người có thể hỏi thêm kinh nghiệm của chị Trang, tại vì là chúng ta là một cộng đồng mà, đúng không ạ? Mọi người thấy tuyệt vời không ạ? SI1 không chỉ là một cộng đồng chúng ta làm kinh doanh cùng nhau, chúng ta cùng chia sẻ sản phẩm wellness cùng với nhau, mà là một cộng đồng chúng